Hưng đang làm cái gì? Hiện tại thì em đang làm kế toán công nợ. Lần trước là em vẫn làm công ty này nhưng mà em chuyển từ phòng kinh doanh sang ấy ạ. Bây giờ em làm ở vị trí kế toán công nợ. Em làm về công nợ phải phải thu. Nhưng mà em vẫn muốn học thêm các loại báo cáo ấy ạ. Vậy là mình sẽ học vào báo cáo chính với lại thuế thu nhập doanh nghiệp đúng không? Dạ vâng. Tại Đó. vì em cái phần đấy em chưa biết gì ạ. Bây giờ em nhìn trên cái em nhìn trên cái lưu đồ này đi. Đây là gọi là quy trình làm kế toán đó. Dạ. Em thấy trong tất cả các bước số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 nữa. Cái chỗ nào em chưa làm đâu. Em thấy nó có đúng với lại mình đang làm không? Nó bị như thế nào, có gì chia sẻ luôn. Hiện tại thì các cái nghiệp vụ chính của em đang làm là em sẽ nhập hóa đơn đầu vào và em sẽ xuất thêm cả hóa đơn đầu ra để hỗ trợ một bạn nữa. Mấy cả em làm về công nợ, còn mấy cái báo cáo khóa sổ mấy cả xác định tài khoản từ 1 đến 9 này thì có một cái một 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 người khác kế toán tổng hợp làm ạ. Ừ, đúng rồi đó. Dạ. Em đang làm một phần mềm gì? Em đang làm phần mềm MISA. Thì cái em học đó, nó chính là cũng kế toán tổng hợp, là báo cáo tài chính với lại thuế nhập doanh nghiệp, là cũng kế toán tổng hợp nó làm được Dạ không? vâng. Thì mình tới bước số 6 rồi nè. Thì cái cuối tháng đó, là mình phải ghi vào sổ những nghiệp vụ cuối tháng. Dạ. Thì cái này em chưa làm nè, cái này kế toán tổng hợp nó làm. Dạ đúng rồi. Rồi sau đó thì mình phải khóa sổ. Nhưng mà trước khi khóa sổ là em hiểu là sao không? Khóa sổ theo em hiểu là mình sẽ như kiểu là tổng tổng hợp mà đầu ra và đầu vào cho đến một cái ngày, ví dụ như ngày cuối tháng thì mình sẽ chốt lại ở cái ngày đấy để mình lên báo cáo tổng hợp. Đúng rồi, đúng rồi đó. Khóa sổ tức là xác định số dư, Vâng. xác định số dư cuối kỳ từ loại 1 tới loại 9, gọi là khóa sổ. Ví dụ đây, ví dụ 131 nè. Ví dụ đây là tháng 1 2023. Đây là số dư đầu kỳ. Ừ, được như trong kỳ nó phát sinh. Là đây, đây gọi là khóa sổ. Được không? Dạ. Đó, đây là khóa sổ. Khóa sổ tức là xác định số dư. Ok. Rồi sau đó, trước khi mà mình lập một cái báo cáo tài chính hay bất cứ một cái báo cáo gì, nói như báo cáo tài chính, trước khi lập báo cáo tài chính hoặc là báo cáo quản trị. Báo cáo quản trị đây là ví dụ là báo cáo công nợ, báo cáo hàng tồn kho rồi nè, báo cáo phân tích chi phí rồi đó, tùy theo cái
yêu cầu báo cáo trong công ty của mình. Nói chung là báo cáo nội bộ đó, gọi là báo cáo quản trị. Được không? Dạ. Thì em phải lập cái này, em phải lập gọi là bảng cân đối số sinh để kiểm tra cái số liệu đó đúng hay sai. Thì cái bảng cân đối số sinh nó giống vậy. Đây, đây là bảng cân đối số sinh. Vậy là trước khi lập báo cáo tài chính đó, là mình phải lập bảng cân đối số sinh để kiểm tra số liệu đúng hay sai. Vậy em nhìn trên bảng đối sinh rồi đi, đố em bảng đối sinh là được lập lấy từ đâu nè? Em nhìn sơ qua thử coi. Theo em lấy từ đâu? Em thì lấy từ ở cái đội kế toán đó. Bảng cân đối kế toán được lập từ bảng đối số sinh nên bảng đối số sinh không không có được lập từ bảng đối kế toán được. Em dòm mà nó giống với nè, nó là đầu tiên tôi nói sơ qua là em sẽ biết lấy từ đâu. Em dòm cái cột B này là nó ghi lại từ loại 1 tới loại 9 luôn, Dạ vâng. rồi sau đó nó sẽ có cột đầu kỳ, cột phát sinh tăng giảm trong kỳ và cột cuối kỳ, và cột đây là cột tên tài khoản. Để em dòm qua, ví dụ như 111 nè, em dòm qua thấy nó giống sổ vậy, nó không có ghi chi tiết nghiệp vụ thôi, nhưng mà ở đây là đầu kỳ nè, đây là phát sinh nè, đây cuối kỳ nè, Đây là sổ nhật ký chung rồi thầy. sổ cái, Số cái nó lấy từ sổ vâng. cái, đây gọi là sổ cái nè. Ủa bây giờ kế toán của mình á, đố em kế toán của mình nó có những cái loại sổ nào mà em làm mà em không biết sổ gì luôn thì chết chết dở rồi. Em chỉ biết có mỗi sổ cái thôi. Sổ cái là gì? Sổ cái như kiểu là để sổ để lưu chứng từ gốc ạ, về nghiệp vụ Ủa sao mà em hồi xưa em học cái chuyên ngành gì ra em học chuyên ngành quản trị kinh doanh ạ. ừ, kế toán lộ không biết gì kế toán hết đúng không, biết sơ Dạ vâng. sơ sơ biết sơ sơ mới học từ mắt gốc bây giờ. Ok như thế này. Thì nãy nhìn đây là có quy trình rồi, bây giờ tôi nói lại quy trình nữa nè. Nhìn đây, tôi nói đây luôn nè. Dạ. Đầu tiên là nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ phòng ban, tức là trong công ty mình nó phát sinh rất là nhiều nghiệp vụ đúng không? Dạ. Kế toán nó chỉ có hai loại nghiệp vụ thôi, nghiệp vụ mua và nghiệp vụ bán. Nghiệp vụ mua là nghiệp vụ chi tiền, nghiệp vụ bán là nghiệp vụ thu tiền đúng không? Em Dạ. thấy gói gọn lại như vậy đúng không? Dạ. Nhưng mà ví dụ nghiệp vụ mua thì nó phát sinh ví dụ như là mua văn phòng phẩm, mua hàng tồn kho, tổ chức sự kiện, marketing, vận chuyển. Như vậy nghiệp vụ nó phát sinh tại cái phòng ban nào thì phòng ban nó đề xuất, gọi là phòng ban nó đề xuất thì phòng ban nó sẽ lập cái chứng từ được không? Quan điểm như vậy nè, chứng từ là nó thể hiện lại trình tự của một nghiệp vụ để ở năm 2023 mình nhìn lại quá khứ là 2021, mình nhìn trên bộ chứng từ đó đó mình hiểu từ đầu đến cuối nghiệp vụ phát sinh đó, đó mới gọi là chứng từ. Bộ chứng từ đầy đủ của một nghiệp vụ nó phải là như vậy đó. Em có nắm được ý tôi nói không? Dạ có. Chứng từ là ghi lại quá trình của một nghiệp vụ. Còn em ở 2023 mà em quay lại 2020
em dồn bất kỳ một cái bộ chứng từ là em không hiểu gì hết, em hiểu nhưng mà em hiểu lũng đoạn, em hiểu chưa cái rõ hết trong đó. Điều đó nghĩa là chứng từ nó chưa có đầy đủ. Chứng từ là thể hiện lại cái quá trình thực hiện của nghiệp vụ đó, đó là nguyên cái câu mà tôi nói. Chứ còn tụi em không cái rõ vậy cái đó nên tụi em không có yêu cầu chứng từ đầy đủ, hiểu chưa? Dạ rồi. Nhất là những cái bạn nào mà làm kế toán thanh toán á, em có làm kế toán thanh toán không, em có lập phí thu phí chi gì không? Hồi nãy em kêu em nhập đó, hồi nãy em kêu em nhập đầu vào, tôi nghĩ em làm kế toán thanh toán còn nữa, hay kế Mà toán thanh em cũng có làm cái đấy toán là bạn luôn ạ. khác. Em làm cái đó luôn Em hả? dạ vâng, là em làm như kiểu em sẽ chuyển khoản cho nhà cung cấp ạ. Ừ, em có thu chi tiền mặt không? Thu chi tiền mặt thì em không. Bạn khác hả? Dạ vâng. Đó, em không tin em hỏi với bạn đó đi. Em làm như vậy là em chuyển khoản trả cho nhà cung cấp thôi hay sao? Dạ đúng rồi, em chỉ chuyển khoản trả cho nhà cung cấp. Nhưng mà trước khi chuyển khoản trả nhà cung cấp, em có kiểm tra cái bộ chứng từ của nó không? Thông thường thì người ta sẽ như kiểu là gửi 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 hóa đơn trước ạ. Thì những cái hóa đơn nào trên 20 triệu thì em mới chuyển khoản, xong rồi em lên đơn duyệt để cho sếp duyệt ạ. Thì đúng rồi, nhưng mà so với quá trình mà tôi vừa nói á, là chứng từ là nó thể hiện lại toàn bộ trình tự của một nghiệp vụ, thì sau khi đó em phải kể sau những cái lời nói của tôi ấy, em cũng nên soát xét lại cái chứng từ đầu vào của mình từ hôm bữa giờ mình kiểm tra nó đã đầy đủ hay chưa. Dạ vâng. Rồi thì chứng từ phát sinh tại phòng ban nào thì phòng ban nó lập chứng từ rồi sau đó chuyển cho những cái bộ phận liên quan ký tá, xong rồi sau đó nó mới đưa tới nó mới đưa về phòng kế toán sau khi mà đã thực hiện xong, Dạ. nó mới đưa về phòng kế toán là phòng của tụi em, phòng của tụi em mới tiến hành kiểm tra lại cái chứng từ, bộ chứng từ mà tất cả các phòng ban gửi cho em á, nó đã tuân thủ quy định công ty hay chưa. Tuân thủ quy định công ty tức là tuân thủ về mẫu biểu và quy định của công ty ban hành, chứng từ đầy đủ chữ ký hay chưa. Ví dụ đi đi công tác đi, theo em bây giờ em sắp sửa em đi công tác vô Hồ Chí Minh đi, đúng không em? Chứng từ đầy đủ của em cái nghiệp vụ này là gì? Nếu mà em đi công tác À, em đi vô Hồ Chí Minh em công tác 2 3 ngày, theo em cần làm những cái chứng từ gì? theo em nghĩ thì em cần lập bảng kế hoạch đi công tác ở trong 3 ngày này, và các cái chi phí phát sinh nữa. Tiếp đi, em cứ nói tiếp đi, vậy em đi được chưa? Ví dụ em làm sao mà em kêu em đi được rồi, ví dụ em liệt kê vậy tôi thấy em đi cũng chưa được, tiền đâu mà em Vâng, đi. em sẽ liệt kê các cái chi phí phát sinh, sau đó thì em sẽ gửi cho em sẽ gửi cho kế toán trưởng và gửi cho sếp để duyệt. Sau có nghĩa là sau khi sếp đã duyệt chi rồi thì em sẽ lấy tiền ở người quản lý cái quỹ tiền mặt đấy. Lúc đấy thì là em đi được rồi. Ừ. Thì đầu tiên là em phải có cái bản kế hoạch đi công tác, rồi sau đó là nói chung là phải làm một cái giấy đề nghị đi công tác, gọi là giấy công tác á, Dạ vâng. và em cái quan trọng nhất là chữ ký. Em mới nên nhớ ví dụ khi em cầm một cái chứng từ như vậy á, em thấy cái chứng từ này nó đã đạt hết cái chỉ tiêu gọi là đầy đủ hay chưa, tức là nó đã được sếp đồng ý hay chưa, ví dụ như vậy. Hiểu không? Chứ bây giờ em cầm trên tay chứng từ ví dụ như vậy đây, tôi nói cái ra đơn giản là nếu mà em làm thủ quỹ nha, tôi đố em ví dụ em đi công tác ở Hồ Chí Minh này, em tính là chi phí 14 triệu, tôi đố em thủ quỹ nó dựa vào đâu nó chi tiền cho em, nó nhìn trên một cái chứng từ nào mà nó sẽ đưa cho em 14 triệu?
dựa trên chữ ký của sếp, chữ ký của sếp, chữ ký chữ xét ký của duyệt của sếp. tại cái chứng từ nào? Tại cái bản kế hoạch dự trù chi phí ấy. Không được, phải có phiếu chi, phải có Ở phiếu phiếu chi, chi. phải có phiếu Dạ. chi do ai lập? Do kế toán quỹ là bạn. Đúng rồi, gọi là kế toán thanh toán. Dạ. Kế toán thanh toán lập giống như em chuyển khoản đó. Dạ vâng. Do em không làm tiền mặt mà em làm chuyển khoản nên em mới làm ủy nhiệm chi đi đi tiền đi trả nhà cung cấp đó. Hiểu Dạ. không? Rồi. Nhưng mà trước khi kế toán thanh toán lập phiếu chi á, đố em kế toán thanh toán làm những cái động tác gì? Trước khi mà lập phiếu chi thì người ta sẽ kiểm tra lại quỹ của người ta xem mà có đủ tiền để chi cho mình không, cũng như là người ta sẽ kiểm tra lại với sếp xem là những cái khoản đấy là sếp đã sếp 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 như kiểu là đã kiểm tra kỹ chưa ạ, sau rồi bắt đầu thì người ta mới chi, bắt đầu người ta ghi sổ mới chi. Kiểm tra kỹ chưa, là kiểm tra cái gì? Như kiểu kiểm tra về cái số tiền cái số tiền mà xếp duyệt đã đúng chưa? Đúng rồi. Không phải kiểm tra số tiền xếp duyệt đã đúng chưa? Tức là em đang kêu là xếp duyệt đã đúng chưa? Em đang dùng cái từ đó hay 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 ý em như thế nào? Mà Tức bởi ý là em là em kêu là xếp duyệt đã đúng chưa? Đúng vâng. không? Câu đó tôi thấy sai sai. Sếp sếp đã duyệt chưa? Còn vấn Dạ đề vâng. mà vấn đề đúng chưa là em phải kiểm tra. Mặc dù sếp duyệt nhưng mà em thấy chưa đúng thì em cũng trả lại, hiểu không? Dạ vâng. Đó, nên cái khúc này, nên bởi vậy nãy tôi nói kế toán từng phần hành trước khi kế toán từng phần hành, tức là kế toán tồn kho này, kế toán thanh toán này, rồi kế toán bán hàng này, kế toán công nợ vân vân, trước khi mà một anh kế toán của mình á ảnh hành động một cái hành động tiếp theo thì anh phải tiếp nhận bộ chứng từ từ tất cả các phòng ban khác gửi qua, anh mới xem cái bộ chứng từ đó nó có phù hợp quy định công ty hay chưa và phù hợp quy định nhà nước hay chưa. Nhà nước ở đây tức là những quy định về về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, rồi giá trị gia tăng rồi đó, rồi hóa đơn rồi đó. Như vậy là em mà làm kế toán tốt thì em phải đọc quy định của nhà nước. Vậy quy định của nhà nước tôi nói sơ qua nè. Về hóa đơn thì em phải đọc cái nghị định 123. Nè. Tôi đi sâu như vậy cho em hiểu hơn. Hiểu không? Nè. Rồi nó không đủ thời gian thì tôi cũng chịu rồi. Tôi đi sâu như vậy thì em sẽ rành hơn. Chứ bây giờ em chưa, em cũng lan man lắm, đúng không? Dạ. Rồi, vậy giờ về hóa đơn điện tử á là em sẽ đọc nghị định 123, thông tư 78 là hướng dẫn của nghị định 123 đó Dạ được. không? Nếu mà như vậy em đọc mấy cái hóa đơn đó để em làm gì nè? Em nói tôi nghe coi. Theo em vừa rồi tôi đưa ra cái nghị định 123 và thông tư 78 là nó nói về hóa đơn điện tử á, thì theo em đọc cái đó để em nắm được cái gì? Để em nắm được cái hóa đơn đầu vào rồi hóa đơn đầu ra có hợp lệ theo cái thông tư này. Đúng rồi. Tức là để em nắm được coi là một hóa đơn hợp pháp thì nó sẽ như thế nào. Hiểu không? Dạ. Thì trong đó nó định nghĩa hóa đơn hợp pháp là hóa đơn làm sao? Ví dụ hóa đơn hợp pháp là hóa đơn nó phải ghi đầy đủ những cái chi tiêu bắt buộc trên cái tờ hóa đơn đó. Ví dụ bây giờ cái ngày ký hóa đơn là bắt buộc phải có. Dạ. Hồi xưa là hóa đơn giấy là không cần ngày ký, chỉ cần ngày lập thôi. Còn bây giờ ngày ký là bắt buộc phải có. Em có chữ ký số em bỏ vô em ký thì nó thể hiện ra ngày ký, được không? Dạ. Đó, mấy cái đó em phải biết. Ví dụ như là ngày ký
khác ngày lập được không? Ngày kỳ khác ngày lập mà. Ngày kỳ mà khác ngày lập. Theo em nghĩ thì vẫn được. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi đó, ngày ký khác ngày lập vẫn ok luôn. Thì trong 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 cái nghị định 123 nó có nói được không? Dạ. Rồi. Ok chưa? Ok. Đó, đó là những cái vấn đề tôi nói sơ sơ về hóa đơn, em đọc hai cái đó, em nắm được cái đó để khi mà em tiếp nhận cái bộ chứng từ đầu vào thì em đã có trong cái đầu của em về kiến thức về hóa đơn rồi, thì từ đó em mới kiểm tra được chứ, hiểu không? Dạ vâng. Vậy quay lại cái bài toán, muốn kiểm tra được thì trong đầu của em phải có những cái kiến thức cần kiểm tra, hiểu chưa? Chứ giờ Dạ. em đi kiểm tra người ta mà trong đầu của em không biết kiểm tra cái gì thì sao kiểm tra? Ok. Ok. Như vậy trong công ty của mình hồi nãy tôi nói cái vấn đề đi công tác, thì đố em trong công ty của em phải quy định cái gì nè? Tại em muốn kiểm tra một vấn đề đi công tác từ Hà Nội về Hồ Chí Minh 2 ngày, thì đố em công ty của em sẽ ban hành những cái gì để em có cơ sở em mới kiểm tra được chứ? Chứ mà bây giờ em công ty không ban hành thì làm sao mà em có cơ sở em kiểm tra? Để em suy nghĩ giùm tôi coi. Bởi vậy nhà nước á, nhà nước ban hành những cái nghị định thông tư để làm gì biết không? Đó. Ví dụ như nhà nước ban hành cái nghị định 123, thông tư 78 để làm gì? Em nghĩ là để cho doanh nghiệp sẽ nhìn vào cái thông tư đấy và đối chiếu xem là có Có đúng như hay kiểu là không? Đúng có đúng hay không? không. Dạ. Như vậy mục tiêu của nhà nước là để kiểm tra đúng không? Dạ. Đó, tức là nhà nước ban hành mấy cái đó để kiểm tra, để coi anh có làm đúng quy định của tôi đưa ra hay không. Anh không làm đúng thì tôi phạt, hiểu chưa? Dạ ok ạ. Như vậy công ty mình cũng vậy, bây giờ cái nghiệp vụ đó phát sinh là anh phải đưa ra quy trình quy định liên quan tới cái vấn đề đi công tác đó, hiểu ý tôi nói không? Dạ. Vậy theo em công ty nên ban hành cái gì ngay chỗ đi công tác này? Thế em thì công ty sẽ ban hành ví dụ như là công tác phí thì không được vượt quá bao nhiêu đấy, tại vì những người đi công tác thì hay đội cái công tác phí đi lên. Ngoài ra thì quy định số ngày đi công tác nữa, bình thường là sẽ là 3 ngày thì sẽ trong 3 ngày đấy là sẽ chỉ thanh toán trong 3 ngày đấy thôi, còn nếu mà phát sinh thì sẽ phải có những cái quy định về những cái chi phí phát sinh trong cái quá trình đi công tác. Ngoài ra nữa thì em mới nghĩ được như vậy ạ. Ok, nói chung cũng được rồi đó, nhưng mà tôi nói rõ hơn nè. Thì đầu tiên kế toán là chứng từ, nên mà Dạ. khi đi công tác á thì công ty phải ban hành cái quy chế đi công tác, trong đó nói về mặt chứng từ anh đi công tác anh phải lập những cái chứng từ gì được không? Dạ. Nói chung đã nhắc lại cuối cùng, kế toán là chứng từ, nên khi một cái nghiệp vụ phát sinh đó là phải quy định khi phát sinh cái nghiệp vụ đó cần những chứng từ nào, em phải có một cái tư duy như vậy, thì từ đó em mới ban hành những cái quy trình quy định tiếp theo khi đọc bất cứ một cái quy trình quy định gì của công ty. Cái đó là cái đầu tiên được không? Dạ. Mình nhìn vô quy trình quy định mình biết là cần những chứng từ nào rồi. Cái thứ hai là đi công tác là nó phải phát sinh chi phí, như vậy mình mới suy nghĩ là công tác thì phát sinh những chi phí gì thì công ty phải quy định trong cái quy chế công tác đó. Ví dụ công tác là nó phát sinh những chi phí gì nào? Thứ nhất là chi phí đi lại, Dạ, chi phí đi lại, từ chi phí ăn uống, chi đúng rồi phí nghỉ cơ. đúng rồi chi phí đi lại là chi phí đi lại, thứ nhất là đi lại từ Hồ Chí Minh, từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh, đó là chi phí di chuyển thứ nhất. Chi phí di chuyển thứ hai là khi mà vào Hồ Chí Minh rồi cũng có đi lại nữa đó. Chi phí thứ hai là chi phí gọi là ở khách sạn,
Chi phí thứ ba gọi là chi phí ăn uống, đó ba khoản mục chi phí đó. Thì em phải quy định chi tiết trong cái quy chế đó là chức vụ của từng người như thế nào thì sẽ được đi những phương tiện gì và phụ cấp bao nhiêu tiền bà la hiểu không? Ok. Chứ bây giờ em không quy định cái đó, rồi em vô Hà Nội, em vô Hồ Chí Minh, em ở khách sạn 5 sao em lấy 3 triệu đồng trên đêm, trời ơi giờ em làm cái công ty sao kiểm soát được, hiểu không? Vâng. Đó nên mấy cái đó là công ty mình phải ban hành ra. Rồi thì khi có hết mấy cái đó rồi thì cái anh mà đi công tác ảnh mới dựa cho đó, ảnh lập cái chứng từ đi công tác là gồm giống như là bản kế hoạch đi công tác giống như em nói, và kèm theo giấy công tác và có chữ ký của sếp, rồi sau đó mới tiến hành lập giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt. Thì trong cái giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt mới liệt kê ra tiền ăn, tiền đi lại và tiền khách sạn với vị trí của mình là bao, là chức vụ nhân viên, thì mình đã đọc trong cái quy chế công tác phí mình mới xem coi mình sẽ được bao nhiêu tiền đó, mình sẽ ghi ra và trong cái quy chế công tác đó nói rõ luôn tiền ở khách sạn là bắt buộc phải có hóa đơn, anh không có hóa đơn là tôi không thanh toán, ví dụ vậy. Tiền đi lại thì không cần hóa đơn, nếu lấy được hóa đơn thì càng tốt, tại vì khi mà đi lại em đi taxi này em đi xe ôm thì cái chỗ đó thì rất rất khó để mà lấy hóa đơn đúng không? Còn phụ cấp tiền ăn thì không cần hóa đơn, phụ cấp tiền ăn là công ty khoán cho một ngày là 200 ngàn thì cái đó không không cần hóa đơn. Thì mấy cái đó vì sao tôi nói được như vậy, vì tôi đọc về thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy hồi nãy tôi nói hóa đơn là nghị định 123 và thông tư 78, thì bây giờ qua thuế thu nhập doanh nghiệp á, thì em đọc cái thông tư 78 và nghị định và thông tư 96 giờ về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông Thông tư 96 tư 96. ạ. Em lên Google em gõ thông tư 96 về thuế thu nhập doanh nghiệp nữa nha. Chứ em gõ Dạ thông tư vâng. 96 không, nó hiện ra một mớ bòng bong tùm lum tà la không biết cái đâu mà Dạ. làm. Rồi còn thuế giá trị gia tăng á, thì em đọc thông tư 219. Thông tư 219. Rồi Dạ. những cái thông tư bổ sung thêm tôi không có nhớ được, nhiều lắm. Nhưng mà cái 219 là cái gốc được không? Dạ. Rồi. Tiếp. Về thuế thu nhập cá nhân á là em đọc thông tư 3 số 1 111 thuế nhập cá nhân. Dạ. Rồi. Liên quan vấn đề kê khai thuế, kê khai những cái tờ khai thuế thì em đọc cái nghị định 1 126 và thông tư 80 cũng như luật quản lý thuế số 38. Rồi em nắm mấy cái đó là về thuế là em vững rồi đó, được không? Dạ. Nhưng mà đọc mấy đó không mà hiểu hay không cũng là cả một vấn đề, nó mệt Vâng. nó mệt lắm. Nhưng mà còn cái hướng tôi đưa em vậy là tôi ngắn gọn cho em rồi đó, em chỉ tập trung cho mấy đó thôi, luyện thôi cũng chết rồi. Rồi Ok. thì quay lại tiếp tục cái chỗ này, thì sau khi mà nãy tôi nói là về đi công tác là mấy cái chứng từ sau khi em lập xong rồi đó, giấy đề nghị tạm ứng tiền xong, thì tất cả các chứng từ mà khi mà em lập như vậy nó đều có chữ ký hết nha. Thì trên đó về mặt chứng từ nha là công ty tự lập, không có một cái mẫu biểu nào gọi là mẫu biểu chuẩn hết, miễn sao mình lập ra và thiết kế chữ ký trên cái chứng từ đó, đó là do kiểm soát nội bộ trong công ty của em. Ví dụ một chứng từ đó lập ra
cần những chữ ký của ai, đó là do hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty em quy định, chứ không có công ty nào giống công ty nào hết, được không? Chứ bây giờ em thiết kế một cái chữ ký, một cái mẫu biểu mà nó có bốn chữ ký, nhưng mà luôn luôn khi mà nhìn trên cái chứng từ, mặc dù thiết kế bốn chữ ký nhưng mà thấy lúc nào cũng có hai chữ ký là sao? Nghĩa là bị thừa đúng không em? Dạ. Mình thiết kế bao nhiêu chữ ký là nó có cái mục tiêu của mình, nên là có bao nhiêu chữ ký là phải ký hết, thì cái chứng từ đó nó mới hợp pháp được, hiểu không? Dạ. Ví dụ nhìn như đây phía chi nè, hiện tại là đang thiết kế bao nhiêu chữ ký? Năm ạ. Vậy theo em, đầu tiên theo em thiết kế 5 chữ ký đúng chưa nè? Theo quan điểm của em, có cần bỏ chữ ký nào không, hay là có cần thêm một chữ ký của ai không? Và em nói trong 5 người đó, đố em cái trình tự ký là ai ký trước ký sau, nếu em mà nói được cái này là từ đó em sẽ ok. Em thì người lập phiếu người ta sẽ ký đầu tiên. Tiếp theo là sẽ đến người lập phiếu này, tiếp theo sẽ đến kế toán trưởng, xong rồi tiếp theo nữa sẽ đến giám đốc, và tiếp theo sẽ đến thủ quỹ, và cuối cùng là người nhận tiền. Đúng rồi, như vậy đố em cái phiếu chi này 5 chữ ký là chuẩn chưa? Có cần thêm chữ ký của ai nữa không? Em nghĩ như này là đủ rồi ạ. Đúng rồi, vậy là quá chuẩn rồi, vậy là quá chặt luôn rồi. Dạ. Đố em cái người làm đây là em biết là ai không? Người lập phiếu này thì cũng có thể là kế toán chi đấy Cũng có thể gì, chắc chắn luôn chứ cũng có thể ạ. gì. Đây là gọi là anh đây là anh kế toán thanh toán, và đây đố em cái phiếu chi này nè được lập dựa vào chứng từ nào mới lập. Ví dụ trong tình huống vừa rồi là em đi công tác, Phiếu chi này sẽ dựa vào cái bản kế hoạch và cũng như là cái đề nghị tạm ứng tiền mặt ạ. đúng rồi, và giấy đi công tác có chữ ký của sếp đúng không, Dạ vâng. tức là kế toán thanh toán sẽ lập chứng từ ghi sổ, đây gọi là chứng từ ghi sổ nha, nó có chữ nợ và chữ có trên đó nè. Bây giờ tôi chỉ cho em sâu cái chỗ này luôn để em hiểu luôn nè, Dạ. tức là một kế toán phần hành sẽ lập chứng từ để ghi vào trong phần mềm ấy, gọi là chứng từ ghi sổ, nó có chữ nợ và chữ có trên đó gọi là chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ được lập dựa vào chứng từ gốc từ tất cả các phòng ban khác gửi qua. Chứng từ ghi sổ nó có chữ nợ và chữ có. Chứng từ ghi sổ do kế toán từng phần hành phụ trách lập. Rồi, rõ chưa? Dạ. Nên chỗ này em thấy kèm theo rồi, em thấy không? Kèm theo đây là kèm theo chứng từ gốc á. Dạ. Nè, nó có chứ. Em không chịu để ý mấy cái này, mấy cái này rất là quan trọng nha. Em phân biệt chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ chưa? Em thử nói lại tôi nghe chỗ này coi, chứng từ gốc là gì và chứng từ ghi sổ là gì? Theo em thì cái chỗ chứng chứng từ gốc với các chứng từ ghi sổ. Cái chứng từ gốc ở trong cái trường hợp này thì nó là bao gồm mấy cái bản kế hoạch này, rồi giấy đi công tác, cái đề nghị tạm ứng, còn cái chứng từ ghi sổ thì nó sẽ là cái phiếu chi này. Như vậy đúng rồi, như vậy mà phân biệt được chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ nó ở chỗ nào? Chứng từ ghi sổ thì sẽ là như kiểu là chứng từ mà được tính bằng tiền mặt này, Hồi nãy còn tôi cái nói em, hồi nãy tôi nói em một cái câu gì nó có chữ gì? nợ và có
chuyển nợ mà có trên chứng từ ghi sổ nên người ta gọi là chứng từ ghi sổ. Và chứng từ Dạ. ghi sổ này 100% là do ông kế toán từng phần hành ông lập. Trong tình Dạ. huống đây là ông kế toán tiền á, là kế toán thanh toán ông lập, Dạ. ông dựa vào, luôn luôn chứng từ ghi sổ được lập dựa vào chứng từ gốc. Dạ. Trong tình huống này phiếu chi chính là chứng từ ghi sổ, có Dạ. chữ nợ và chữ có trên này. Luôn luôn chứng từ ghi sổ có chữ nợ và chữ có, nó khác với chứng từ gốc ở chỗ đó. Chứng từ gốc không có chữ nợ và chữ có trên đó. Dạ. Chứng từ ghi sổ là do kế toán từng phần hành lập, còn chứng từ gốc là do tất cả những người bên ngoài không phải kế toán lập, Dạ. gọi là chứng từ gốc. Rồi, rõ chưa? Rõ chưa Mr. Hân? Alo, có đó không? Alo, mở, có Dạ, ok. đó không? Rõ chưa? Rồi. Đó, ví dụ như mấy cái mẫu biểu đây nè, là tự thiết kế hết. Còn có mẫu tham khảo thì mẫu tham khảo. Đây là nên mấy chữ ký như này rất là quan trọng. Thầy Chờ cho em được. ra ngoài 1 phút nha thầy. Ok. Dạ. Alo. Alo. Em xong rồi. Rồi em thấy không? Em thấy em dụ hôm nay học là em thêm được cái kiến thức về em kiểm soát chữ từ không? Chứ Dạ không vâng. có làm bậy bạ đâu. Như vậy á, là kế toán á, nếu mà đúng với nhà, cái gì mà em thấy sai là em không có làm. Hiểu không? Vâng. Tại vì em mà ký trên đây tức là em phải đảm bảo nhiệm vụ đó đúng. Còn em mà sai mà em ký thì sau này là lãnh hậu quả đó, hiểu chưa? Vâng. Giống như bây giờ em vừa rồi em thấy Vạn Thịnh Phát không? Có đọc Dạ báo không? có em có biết vụ đề. Nó lập ra 1.000 công ty ma đó, thấy Dạ. không? Đó. Mục tiêu làm gì đó, mấy người mà ký trên đó thì sau này người ta xử Dạ. là có liên quan trách nhiệm. Rồi. Sao? Kiểu Em nói em đã bảo là có phải là lập nhiều công ty vậy để bán hóa đơn qua lại cho nhau. đúng rồi đó. Nó Dạ vâng. để nó rút tiền ngân hàng. Dạ vâng. Để đi vay ngân hàng em, nó rút tiền rồi nó đảo nợ tùm lum tà la. Dạ. Và là xuất hóa đơn qua lại cho nhau, em nói cũng đúng rồi đó. Khi người ta làm cái gì là mục tiêu cuối cùng cũng là tiền.
ngắn gọn vậy. Mục tiêu cuối cùng là Vâng. tiền, mà tiền là dựa trên hóa đơn đó, vậy Vâng. đó, tiền là dựa trên hóa đơn. Điều đó chứng tỏ là cái tiền á nó làm cho con người á là lúc đó là bị tham, lúc đó là Vâng, quá quá tham rồi. bị tiền thôi, chứ còn lúc đó không có suy nghĩ là vấn đề đúng sai ở đây, thấy tiền trước mắt. Ví dụ như hồi xưa em đang làm ở chỗ này có 20 triệu thôi, tự động qua bên kia trả cho em 100 triệu tháng, tháng nào cũng vậy. Dạ. Rồi lúc đó là em gấp 5 lần Là qua luôn, nhưng mà luôn. phải làm theo yêu cầu của tôi, sai tài la tài lưa như vậy đó. Vâng. Em có thấy được tương lai hay không đó, hiểu bài toán không, có Vâng. làm hay không, đó là một bài toán. Em làm thì lãnh hậu quả sau này, làm mà liên quan tới vấn đề nhà nước, số tiền là như vậy, hậu quả sau này Đúng rồi, ngay khó khó có thể thoát được. ngay cả mày mấy anh mà làm gọi là bên nhà nước giám sát còn bị nữa thì thôi, đồng tiền lợi hại quá, làm cho người mù quáng. Rồi tiếp vậy, sau khi mà mình lập chứng từ gốc xong thì quên, mình lập chứng từ ghi sổ xong, đây chứng từ ghi sổ này, đây chứng từ ghi sổ này, thì có phải là khi mà em lập cái đây là em vào phần mềm không em? Dạ đúng rồi. Đây nè, vào phần mềm nó hạch toán nợ 334 có 11 nè. Thì đầu tiên cái trình tự ghi vào trong phần mềm á là nó ghi vào nhật ký chung trước. Nhật ký chung. Đúng rồi, số 1 là nhật ký chung. Rồi hiểu không?